đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Rần rần khoảnh khắc nam em tập đàn piano cho show diễn mới. Ủa, mà khoan, có gì đó sai sai. Dân mạng đang rất háo hức chờ đợi hình ảnh mới này của nam em trong đêm nhạc sắp tới. Nam em là một trong những cái tên người đẹp đi hát và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng nhất tính đến thời điểm hiện tại. Bởi cô nàng không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào và truyền cảm, mà sự chỉnh chu trong khâu chọn lựa bài hát. Mỗi tiết mục của nam em cũng ghi điểm không ít trong lòng khán giả. Mới đây, cư dân mạng đã lan truyền khoảnh khắc nam em tập tành đánh piano cho show diễn mới, nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Theo đó, đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại được hình ảnh nam em diện chiếc đầm đầy nhã nhặn, ngồi bên cạnh cây đàn piano trong không gian phòng tập nhạc, khiến khán giả chắc mẩm đây chính là hình ảnh nam em tập luyện cho đêm diễn mới sắp tới của mình. Hình ảnh đầy lầy lội khi tập đàn của nam em khiến công chúng không khỏi thích thú. Không hổ danh là nàng hậu lầy lội bậc nhất về biết, nam em ngay từ những giây đầu của đoạn clip đã khiến công chúng không khỏi bật cười với những hình ảnh cong môi nhíu mày của nam em khi tập tành đánh đàn piano. Không những thế, những biểu cảm hài xỉu của nam em khi làm bạn với cây đàn piano đã khiến người hâm mộ không khỏi thích thú xen lẫn tò mò với những màn trình diễn của nam em cùng với đàn trong đêm nhạc sắp tới. Chắc hẳn đây sẽ là màn trình diễn đầy thú vị của nam em trong đêm nhạc sắp tới. Song hành cùng với đam mê âm nhạc thì cuộc thi nhan sắc Miss World Việt Nam mà nam em đang tham gia cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ở vòng thi tài năng, nam em đã chiếm trọn spotlight khi thể hiện tài năng ca hát thượng thừa của mình, chinh phục được khán giả lẫn ban giám khảo cuộc thi. Hy vọng rằng trong tương lai, nam em sẽ ngày một tiến xa hơn nữa với giấc mơ âm nhạc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.